Mua quạt cầm tay thổi bay cái nóng, Thiên Đường quạt tích điện mini chính hãng chỉ có tại halomo.com, nhập mã Dương Dê 10 giảm ngay 10% toàn bộ sản phẩm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. LG Phone 3 chính thức lộ diện. Mới đây, những thông tin về chiếc điện thoại chuyên chơi game là LG Phone 3 đã được chứng nhận trên trang Tena của Trung Quốc. Những hình ảnh và thông tin cho thấy LG Phone 3 sẽ sở hữu một cấu hình khủng long với con chip Snapdragon 865 được ép xung, dung lượng pin siêu khủng cùng với đó là RAM lên tới 16GB. Cụ thể, về thiết kế, với một số hình ảnh được Tena chia sẻ, chúng ta có thể thấy LG Phone 3 vẫn sẽ sở hữu một ngôn ngữ thiết kế tương tự với thế hệ tiền nhiệm LG Phone 2, vẫn là các hình khối cách điệu hầm hố cùng với cụm camera được đặt ngang ở mặt lưng. Giống với LG Phone 2, LG Phone 3 cũng sẽ có một màn hình không khiếm khuyết nhằm tối ưu trải nghiệm giải trí. Về mặt lưng của LG Phone 3 đã cho thấy Asus sẽ trang bị thêm một ống kính camera mới mà nhiều khả năng đó chính là ống kính tele. Trong khi đó, camera chính được cho là sẽ nâng cấp lên độ phân giải 64MP hợp với xu hướng hơn. Tuy nhiên, đáng chú ý ở đây đó chính là ở thiết kế này, LG Phone 3 sẽ không còn được sử dụng jack cắm tai nghe 3.5 nữa. Thay vào đó, người dùng sẽ phải sử dụng cổng USB Type-C. Điều này có thể sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới trải nghiệm chơi game di động của một số game thủ. Về thông số phần cứng, LG Phone 3 sẽ có một màn hình với kích thước 6.59 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải là Full HD+, được tích hợp sẵn cả miếng vân tay quang học. Mặc dù không được đề cập tới, tuy nhiên khả năng lớn màn hình của LG Phone 3 sẽ cũng sở hữu một tần số quét ít nhất là 120Hz. LG Phone 3 dường như sẽ là chiếc smartphone Android có hiệu năng khủng nhất vào thời điểm ra mắt, khi mà Tena cho biết máy này sẽ đi kèm với một con chip Snapdragon 865 được ép xung, nhân chính là từ 2.84 GHz lên thành 3.091 GHz. Chế độ X-Mode nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp cho phép người dùng có thể tinh chỉnh hiệu năng CPU và GPU để tối ưu hóa khả năng xử lý đồ họa của máy. Ngoài ra, dung lượng RAM của LG Phone 3 cũng sẽ được tăng lên mức tối đa là 16GB, sử dụng chuẩn LPDDR5. Còn về dung lượng bộ nhớ lưu trữ sẽ trải dài từ 128GB, 256GB cho tới 512GB. Viên pin đi kèm sẽ vẫn được giữ nguyên ở mức dung lượng là 6.000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 30W. Chiếc điện thoại này sẽ được chạy sẵn Android 10 khi được bán ra với giao diện người dùng LG UI dựa trên Zen UI, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ và tối ưu cho việc chơi game. LG Phone 3 sẽ có thể đi kèm với đa dạng các loại phụ kiện khác để hỗ trợ thêm về tính năng chơi game. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày. Snapdragon 690 là chipset 5G đầu tiên của dòng Snapdragon 600 series. Qualcomm đã có chipset tầm trung 5G mới và nó không phải là thành viên của dòng Snapdragon 700. Snapdragon 690 sẽ là chipset đầu tiên thuộc dòng Snapdragon 600 series được tích hợp modem 5G. Con chip này sẽ được sản xuất trên tiến trình 8 nanomet và được quảng cáo là sản phẩm kế thừa của Snapdragon 675, cung cấp năng lượng cho các thiết bị như Redmi Note 7 Pro và Motorola One Hyper. Qualcomm cho biết chipset này sẽ mang lại hiệu suất CPU tăng thêm 20% và hiệu suất GPU tăng thêm 60% so với Snapdragon 675. Có một modem Snapdragon X51 ở bên trong, nó sẽ hỗ trợ cho các mạng phụ 6GHz. Ngoài ra, con chip này nó sẽ còn được hỗ trợ thêm Wi-Fi 6 nhờ Fast Connect 6200 của Qualcomm. Chipset này cũng sẽ hỗ trợ một công cụ AI mới có tên AsiSort, bao gồm bộ gia tốc lục giác, giúp cho chúng ta có một trải nghiệm mượt mà hơn. Đặc biệt, nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển đổi mượt mà hơn trong vấn đề chuyển đổi camera giữa các ống kính khác nhau, từ camera góc rộng sang tele và chính. Snapdragon 690 hỗ trợ một màn hình có độ phân giải Full HD+, với tần số quét là 120Hz và hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình trên giây và hỗ trợ cảm biến chụp ảnh tĩnh lên tới 192MP. Qualcomm cho biết cũng có một cải tiến mới cho việc mã hóa video. Chiếc xe này nó cũng sẽ hỗ trợ thêm công nghệ sạc nhanh WeChat 4.0 Plus. Ở thời điểm hiện tại, đã có một số nhà sản xuất đặt hàng và dự kiến sẽ ra mắt điện thoại của mình được cung cấp sức mạnh bởi chipset này, bao gồm HMD Global, LG, Motorola, Sharp, TCL và Wintech. Đây cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.